Thân ái, chào quý vị và các bạn. Chương trình Sống Khỏe hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của hoa hồi. Hoa hồi là một loại thảo mộc, ngoài kích thích tiêu hóa, phòng ngừa đau bụng và điều trị thấp khớp, còn giúp mẹ bầu lợi sữa, chữa ngộ độc cá, tịch, rắn cắn. Hoa hồi rất giàu tinh dầu và các dưỡng chất thực vật. Hoa hồi có vị cay nóng và có tác dụng tốt cho sức khỏe. Đặc điểm của cây hồi, loại thảo mộc này có thân cây thẳng to, cao từ 6 đến 10 mét, thuộc nhóm cây nhỡ, có các cành nhẵn thẳng, màu lục nhạt khi còn non và màu xanh xám lúc già. Lá của cây hồi được mọc so le, có thể có hình trứng thuông hay hình mác, đầu hơi nhọn, rộng từ 3 đến 4 cm, dài khoảng 8 đến 12 cm. Lá phiến nhẵn bóng giòn, mặt trên xanh hơn mặt dưới là một phần đặc điểm của cây hồi. Các bông hoa của cây hồi được mọc đơn độc hoặc theo chùm từ 2 đến 3 cái ở nách lá, có phần đài hoa màu trắng, mép đài thì hơi hồng, trong khi cánh có màu hồng thẫm, từ 5 đến 6 cánh trên một bông hoa. Về phần cuống hoa, nhìn chung ngắn và to, được biết cây hồi ra hoa tầm khoảng tháng 3 đến tháng 5. Cây hồi có quả kép, thường bao gồm 8 đài, mỗi đài dài từ 10 đến 15 mm, xếp giống như ngôi sao, có đường kính từ 2,5 đến 3 cm. Thực tế cho thấy hoa hồi, tức quả hồi của cây hồi kép, là có màu xanh lục khi còn non và màu nâu sẫm lúc già. Cây hồi có quả vào tháng 6 kéo dài đến tháng 9, quả hồi của cây đại hồi hay quả hồi của cây tiểu hồi với hương vị tựa như cam thảo thường được đưa vào thành phần của bột ngũ vị hương. Bên trong mỗi đài của hoa hồi có một hạt hồi trơn nhẵn có tác dụng nấu ra tinh dầu. Cây hồi khi còn khoảng 5 tuổi thì có thể thu hoạch được hoa hồi, nhưng trên thực tế, những cây hồi từ 20 đến 30 năm tuổi thường được sử dụng để thu hoạch hoa hồi nhiều nhất. Mỗi năm, hoa hồi sẽ hái thành hai vụ từ tháng 6 đến tháng 9 và tháng 11 đến tháng 12. Phân bố cây hồi, loại thảo mộc này được cho là có nguồn gốc từ Nam Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam, nhưng cũng xuất hiện khá nhiều ở Bắc Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, các nước Đông Á và Đông Nam Á khác. Tác dụng của hoa hồi xay thành bột thường được sử dụng như một loại gia vị trong các món ăn hầm, tiềm, kho, xào, cà ri, phở, cũng như các món ăn khai vị tráng miệng. Đau bụng, dạ dày, co bóp quá mức, thấp khớp, nôn mửa, cảm cúm đều có thể dùng hoa hồi làm vị thuốc chữa bệnh. Còn hoa hồi tinh dầu dùng để làm ra nước ngọt, rượu, bia, kích thích tiêu hóa, trị đau bụng, chữa đau dạ dày. Hoa hồi đã được sử dụng để làm giảm đau dạ dày, co bóp ruột, đau bụng, kích thích tiêu hóa. Có bài thuốc chỉ rằng dùng hoa hồi hương tán bột 2 gram phối hợp với rượu uống chung có tác dụng chữa đau bụng, kích thích vị giác. Nếu biếng ăn, chán ăn, bạn chỉ cần cho một ít hoa hồi vào trong thức ăn để kích thích vị giác và giúp ăn ngon miệng hơn. Lợi sữa. Mặc dù nhiều người vẫn còn chưa biết công dụng của hoa hồi, nhưng từ xa xưa người ta đã thường dùng hoa hồi làm thuốc giúp mẹ bầu lợi sữa cho các con bú, chữa thấp khớp. Hoa hồi là phương thuốc tự nhiên đối với người bị bệnh thấp khớp, trị ngộ độc cá, thịt, rắn độc cắn. Nó có thể được sử dụng như việc trị độc như ngộ độc cá, thịt hoặc trị rắn độc cắn để chữa thương do rắn độc cắn. Lấy lá cây hồi nhai nát nhuyễn, nuốt nước và đắp bã vào chỗ bị cắn sẽ mau lành. Chữa cảm cúm, khử đờm. Đối với người bị cảm cúm, chỉ cần sử dụng một tí xíu hoa hồi thì sau đó sẽ ngưng cảm cúm. Hoa hồi kích thích các tế bào phổi, tiết dịch giúp làm dịu đường hô hấp và hóa đàm, điều hòa khí huyết, ngăn mỏi cơ xương. Y học cổ truyền thấy rằng loại thảo mộc này giúp điều hòa khí huyết cơ thể, chống lại sự nhức mỏi hệ cơ, hệ xương của mỗi chúng ta. Kháng khuẩn. Công dụng đáng ngạc nhiên của hoa hồi là tinh dầu hoa hồi có thể sát khuẩn, trị ghẻ, lở và nấm ngoài da, xua đuổi côn trùng. Các nghiên cứu khoa học còn tìm ra
công năng xua đuổi côn trùng hiệu quả mà không gây của cây tinh dầu hoa hồi. Chữa nôn mửa, tiêu chảy, hoa hồi còn dùng để trị nôn mửa, tiêu chảy, đau ruột, đau bụng dưới, bụng trướng, trị đái dầm, đái nhiều. Hoa hồi đem sắc với nước từ 4 đến 8 gram uống mỗi ngày, lấy từ 1 đến 4 gram hồi, dạng bột dùng để uống thay thế nếu không muốn sắc thuốc cũng được. Xoa bóp ngoài da, lấy hoa hồi đem ngâm rượu, xoa bóp nơi đang bị đau, trị hôi miệng. Hoa hồi có khả năng giúp bạn chống lại hơi thở hôi, miệng hôi bằng cách dùng đài hoa hồi nhai nuốt mỗi ngày, thường cần phải nhai vài đài hoa. Làm thuốc trị bệnh đau lưng, hoa hồi cũng thường dùng làm thuốc trị đau lưng, chủ yếu là sao tán nhỏ hoa hồi đã bỏ hạt và tẩm nước muối. Theo y học cổ truyền, bột hoa hồi lấy từ 6 đến 10 gram kết hợp với rượu, chủ trị mỏi lưng, đau lưng, chữa đại tiểu tiện khó khăn, hãy dùng hoa hồi cộng với bìm bìm dưới dạng thuốc bột, một lần uống 4 gram với nước gừng để gia tăng hiệu quả. Lưu ý khi sử dụng hoa hồi có chứa những chất rất độc nên có thể thấy trên các trang báo đều khuyên rằng vị thuốc chữa được nhiều bệnh này không nên sử dụng quá nhiều và quá liều vì sẽ gây ngộ độc cho người sử dụng. Qua đây, chúng ta cũng hiểu được vì sao hoa hồi có tính cay nóng lại được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới từ Á sang Âu. Cây hồi được trồng khắp nơi, lấy quả làm thuốc. Nhìn chung, cơ thể chúng ta khi đối diện với những biến đổi khí hậu rất dễ bị cảm cúm, đau bụng thổ tả, đau lưng thấp khớp. Để chữa trị các chứng bệnh này, Đông y có rất nhiều bài thuốc dễ tìm, dễ sử dụng mà hiệu quả, trong đó nổi bật nhất là hoa hồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.